Sau hàng loạt livestream ồn ào trên mạng xã hội của Nam Em, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh đã phạt hành chính 37,5 triệu đồng và khuyến cáo hòa Khôi nếu tái phạm tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm sẽ bị xem xét tình tiết tăng nặng theo quy định. Thời gian qua, Nam Em liên tục tổ chức livestream trên các tài khoản mạng xã hội, Trong các buổi livestream cô kể lại chuyện tình cảm ồn ào trong quá khứ cùng giải tiết lộ gốc gác showbiz. Bên cạnh đó, Nam Em còn có phát ngôn nhắc đến bác Hồ trong một buổi livestream những nội dung phát ngôn ghi tranh cãi của nam em đã gây ồn ào mạng xã hội và nhiều thông tin tiêu cực trong thời gian qua. Từ các hành vi trên, Sở Thông tin và Truyền thông quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với nam em về hành vi cung cấp thông tin gây hoang mang trong nhân dân và hành vi cung cấp thông tin xúc phạm danh nhân, anh hùng dân tộc mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Tổng số tiền bị xử phạt hành chính là 37,5 triệu đồng. Tại buổi làm việc, ông Bùi Hữu Cường, chồng sắp cưới và là quản lý của Hoa Khôi, ca sĩ Nam Em, trình bày lý do nam em không thể đến làm việc theo giấy mời vì lý do sức khỏe phải nhập viện. Người này cũng cam kết khi sức khỏe phục hồi, nam em sẽ đến làm việc với các cơ quan chức năng.